Hello xin chào tất cả các bạn Trên tay mình đây đang là một chiếc iPhone XS Max Nhưng đây nó là phiên bản khóa mạng Thứ hai còn gọi là chiếc iPhone Lock Chứ không phải là phiên bản quốc tế Và à, sau khoảng 2 tuần sử dụng Thì mình đã thấy nó có một số những cái bất tiện của nó Như cái các bạn có thể nhìn kỹ đây Là cái phần vạch sóng ở đây nó đã bị mất Tức là hiện tại bây giờ mình sẽ không thể gọi được không thể nghe gọi và nghe và nhận cuộc gọi nữa và mình sẽ bắt buộc phải thực hiện một cái thao tác là kích hoạt lại sóng và các bạn phải để ý tức là cái cột sóng ở đây khi mà nó mất đi thì mình sẽ phải thực hiện cái thao tác là kích hoạt lại và cách kích hoạt lại như sau thì các bạn có thể vào phần setting và kéo xuống phía dưới ở à đây chọn cái phần cellular ở trong cái phần cellular này thì các bạn chọn cái phần cellular data option là dòng thứ hai để mình trước khi mình kích hoạt thì mình phải tắt cái 3G này đi đây là cái cách kích hoạt của cái sim ghép mà sim ghép thủ công và các bạn quay ra các bạn chọn lưu ý là những bạn nào mà ở cái phần network selection này mà đang để 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 automatic thì các bạn chọn thủ công giúp mình nhé các bạn chọn 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 thủ công này ở đây ví dụ mình chọn là việt theo này Xong các bạn quay ra và tiếp theo thì các bạn chọn vào cái dòng sim application những cái sim ghép thì nó sẽ có thêm cái mục này sim application này chính là cái phần sim ghép là nó đã tích hợp một cái phần mềm này vào đây cho các bạn Đấy, cái máy nào thì cũng như vậy thôi Thì nó sẽ có những cái mục như này Ở đây nó có bảy mục và Để mình quan tâm đến việc kích hoạt lại sóng Thì mình sẽ lựa chọn vào mục số 5 Là Regain Sim Signal đấy. Các bạn kích vào đấy Nó sẽ văng ra ngoài màn hình Active đấy. Nó sẽ hiện lên cái này Các bạn chọn Dismiss này trong Nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo này Thì các bạn lại chọn tiếp Mục số 5 giúp mình là Back to unlock status Đây, Chọn accept Các bạn chờ một chút Đây, Giờ mình lại vào này Giờ mình sẽ Sẽ tắt cái cái wifi đi này. Đấy mình tắt cái wifi đi đây. Nó có hiện cái bình thường là nếu mà mình quên wifi đi thì mình sẽ thấy nó hiện luôn cái này bởi vì nó không kết nối với mạng wifi nào cả thì nó sẽ có biểu tượng chữ E hoặc là 3G hay là 4G, biểu tượng nào cũng được, tức là lúc đấy là sóng nó đã lên thì các bạn lại quay vào cái cellular này. À cellular data option để bật cái 3G này lên, bật cái 3G này lên để để có 3G 4G để dùng 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 internet và nó phải có cái đấy thì nó mới mới bắt được sóng. Đấy. Một cái nhược điểm của cái sim lock ở thời điểm hiện tại là tháng 10 sắp tháng 11 2009 rồi là nếu mà mạng lên 4G thì cái sóng cột sóng để nghe gọi này nó lại yếu đi. Đấy, và và nó thường xuyên ở ngưỡng là chỉ có một hai vạch thôi và nó không như cái sim ghép uh, trước đây là dùng cái mã ICCD thì cái máy đấy mình cũng dùng một cái nữa là cái cho cái máy iPhone uh, 6s Plus thì cực kỳ ổn định và chưa bao giờ bị bị mất sóng hay là bất kỳ thì cái bất tiện nào cả nhưng cái máy này thì hay bị mất sóng và thậm chí là còn uh, có những người bảo là nó bị bị không nhận được cuộc gọi tức là người ta gọi một lúc sau nó mới báo là là có cuộc gọi gọi lỡ. Mình thì mình chưa bị cái tình huống đấy bao giờ cả nhưng không biết là ở các cái vùng khác ngoài những cái thành phố lớn thì có bị cái đấy không. Và nói chung là dùng cái này máy lóc này thì nên dùng ở những cái nơi sóng khỏe, các thành phố lớn thì nó sẽ ổn định hơn đúng là, là tiền nào của nấy còn nếu mà các bạn dùng bản quốc tế thì không nói làm gì rồi nó quá là ổn định và mình không phải lo những cái bất tiện này còn khi đã sử dụng máy lock thì mình phải tìm hiểu để am hiểu một tí để có thể tự xử lý được tránh những cái cái, cái, cái lúc nào cũng phải ra hàng mà nó sẽ rất là bất tiện ok cảm ơn các bạn đã theo dõi clip